Tao không mời đâu, mày phải tìm, tại vì tao để mật khẩu rất là hay. Tao biết mật khẩu là gì, đây là gì? Server name là Á Đù Hoàng Trang nhá, bây giờ thằng nào vào được mới hay này. Cái mật khẩu đúng rồi, cái đâu để tao thử xem tao có vào được đúng mật khẩu không nhá. Hello, mời các bạn. Thằng hiểu vào được rồi. Bảo Hoàng ơi, mày biết chuyện gì đã xảy ra với mày ngày hôm nay mà Bảo Hoàng? Mày sẽ bị bọn tao bắt nạt. Ôi trời ơi, đến thăm nhà Bảo Hoàng mọi người ơi. Bảo Hoàng tức giận. Chicago, USA. Cult member Nathan Kasongo has returned to the slaughterhouse he worked at in his youth. Determined to summon the demon Azazel, Nathan uses live pigs as sacrifices to perform the ritual. And as his body wastes away, he is plagued with a hunger that cannot be satisfied. You've tracked your friend down, hoping to reverse the ritual and put a stop to the bloody carnage. Chúng ta đang ở trong xe tải. Come on, man. Xe tải. Tao không muốn ra ngoài đâu. Lợn này. Hôm nay chúng ta có đồng đội thứ 5 mà chúng mày ơi. Tao đặt tên con này là con cà. Cà. Không. Ok. Nghe đấy. Đặt tên gì kiểu nghe phết gợi nhớ đến cái gì đấy luôn đi. Đặt tên là Hyper Squad đi. Ê, nó sẽ đi theo tao. Nó đi theo cha. Bớ hồn nhận, ngoan quá, bớ hồn ơi. Mẹ mày. Con lợn bé nhỏ này đến siêu thị, con lợn bé nhỏ này ở nhà, con lợn bé nhỏ này nướng thịt bò, con lợn bé nhỏ này chẳng có gì cả. Và con lợn bé nhỏ này đã không làm gì tại vì tôi đã đập nát đầu của con lợn bé nhỏ này. Bảo Hôn. Ôi Bảo Hoàng vẫn ở đây. Ôi Bảo Hoàng ơi. Không. Bảo vệ Bảo Hoàng. Bảo vệ Bảo Hoàng. Ê kiểu mày đi đâu là con lợn này nó cũng đi theo mày à? Con này cứ đuổi theo tao mày. Come on. Có một cái bình này không rõ để làm gì, xăng à? Mày bôi cái đấy vào deep mày. Tao biết. Bảo Hôn, một cái chuồng toàn Bảo Hôn. Ôi rồi, chúng ta có lẽ phải giải phóng hết những bạn Bảo Hoàng bị nhốt ở đây rồi. Anh em chuẩn bị nướng lợn ăn này. Bảo Hoàng ơi, cẩn thận nhé. Nói gì đi Bảo Hoàng? Nói gì em Bảo Hoàng? Đi tiếp đi. Ê, có một cái ống ở đây này, tao sẽ đi từ cái ống này, chúng mày đi đường ấy nhá. Bye bye. Med kit à, rồi tay cầm cái med kit trước cho chắc. À mà go away luôn. Now chính con nhớ happen right. Con mày. Mày đang ngồi gì sao? Ngồi trước thằng đèn mà tôi. Pin. Xem mà đây có gì nào? Med kit này. Pin để tạm đây pin đi. À? Giờ pin đèn pin. Tầm này chưa cần pin để đèn UV đâu. Có sẵn cục pin. Bảo Hồn bị treo ngực. Cái đây nó có cái gì mày ơi? Ở trong kia đục cứt à? Mấy con này mình cần mở ô cứt kìa. Bảo Hồn hết tất cả một rồi. Cho cái lễ trừ tà. Dễ quá. Đến đây nào lợn con. Chúng nó chết bằng cách này thì sẽ có lợn. Không phải nghi giết để thỏa mãn cho nhu cầu của con người. Linh hồn của đúng lợn này sẽ cho tao sức mạnh. Bọn họ sẽ cho chúng ta sức mạnh. Ôi giọng chuẩn được anh em. Mày nên đi lồng tiếng đi các bạn. Lợn ơi đừng sợ nha, tao sẽ bảo vệ mày bằng cả tính mạng của tao lợn ơi. Mày ơi, đây chắc chắn là Hà Đông. Bảo Hoàng đi xét tao mà mày, tao sẽ bảo vệ mày. Bảo Hoàng bị treo ngực. Có muốn thử hai thằng đi sang cầu thang bên phải, hai thằng cầu thang bên trái không? Nghe hay ấy. Không đi cùng lắng sang. Đi cùng tao Bảo Hoàng. Trừ lương. Trả gấp đôi. Gấp ba. Tao đi sang cầu thang bên này vậy. Trừ lương. Ok. Tao cắt việc mày luôn. Cắt việc mày luôn đấy. Ok, tao sang cầu thang bên này rồi. Qua đây. Nó khác đéo với nhau đâu hiểu. Nó cùng lên chỗ này à? Nhốt. Đường này không đi được rồi, xuống thôi anh em ơi. Bảo Hồn bị treo ngực. What the fuck is wrong with mấy cái đống cứt của mấy con lợn ở trong đây? Nó cứ bị hai la lên, chúng mày hiểu gì đâu. Tiêu đề video lần này là nhặt cứt trừ tà chúng mày ạ. Chúng mày anh em đi được một vòng rồi, chẳng có cái đéo xảy ra thế đâu. Đường dọc này mình đã đi đâu? Đằng trước có cái cửa, đi thử đi. Ê, cái cửa này có thể đi được. Nha, cửa trông có vậy. Ê! Cái gì đấy Bảo Hoàng? Ê, có gì nó được bật lên chúng mày ơi. Đây là phòng lạnh rồi. Freezing, đây phòng lạnh rồi. Phòng... Ê, nó có một cái ống rồi, cái cống rồi, đi vào cống này.
Thử, ok, thử vào cổng nhá. Đừng đánh rắm sao ơi. Ui, nhìn bên đây rất nhiều lợn nó đang ăn thịt người mày ơi. Lợn ăn thịt người. Ui, ngon. Bắt. Bọn họ luôn luôn theo dõi tôi. Tôi mệt quá rồi. Ta làm 12 tiếng với lũ khốn này. Xin lỗi đồng nghiệp nha. Chỉ 1 giờ nghỉ thôi. Tôi chắc chắn là tóc của tôi đang rụng. Khi nào tôi đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi sẽ đi du lịch thế giới như là Bourdain, Anthony Bourdain, đầu bếp. Cái giấy chửi đồng nghiệp xong nó để ở cái chỗ làm của nó. Xuống hầm trước đi. Xuống hầm đi. Tao thấy hầm này không có gì mấy này. Sau một thời gian, bạn sẽ là quen được với tiếng bọn lợn kêu khi mà bạn giết chó. Có lẽ điều này là kỳ lạ nhưng mà tôi ghen tị với lũ lợn. Lũ lợn không phải làm việc, không phải lo lắng, chỉ có ăn, ăn và ăn cả ngày. Wow, chúng nó hiểu cảm giác của bầu hơn. Muốn được là bầu ghen tị quá. Nhìn vào mắt tao. Mày có như vậy không? Không, mày xấu vậy, mày cút mẹ. Nó body shaming tao. Bảo hoàng body shaming thằng Sang. Mày xấu ấy. 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 Mày xấu. Mày xấu ấy. Đã bao giờ có chuyện tao xấu được, bà tao bảo tao đẹp trai. Mẹ tao khen tao đẹp trai. Mày nói dối. Mày gay. Mày gay. Bảo hoàng tức giận. Em mày đuổi xem nó cút không? Cút. Nó ngu quá. Lần này có ăn thịt người giống bọn kia không? Anh nhanh em kêu tìm cái lỗ. Ok, đéo đi. Thử và cắm vào cái lỗ này xem nào. Tía, đóng cửa con. Mày ơi, cái... mày ơi, cái gì cơ? Gì á? Ê, chân tặng mày. Oh shit, that's a stripper bro. That's a stripper bro. Nó cầm cái đéo thôi. Lên thằng nào, lên đẩy sai trước đi. Thằng đẩy đi. Tao vào sai rồi nhá. Heaven kìa. Ê, có lối lên cột hàng này mày. Lên không? Anh em lên có nên bỏ lên Heaven đúng không nhá? Em gái múa vậy kìa, em gái. Anh dạy. Lên xem thử, tao bị tao nghĩa. Bình tĩnh. Cho tay quần. Kiểm tra cu. Vẫn còn. Còn không? Sang. Sang rồi. Ai đang sang đâu? Còn mẹ. Mày ơi. Tao vừa thấy một cái con gì nó có đường. Lỗ. Mày đi lỗ đâu xa mà. Để sao nó quay lại. Sao nó khóc quá. Nó quay lại xong rồi nó bị dọa. Tao đoán là mình phải mang lợn ra để giết chúng nó. Để say lợn á. Vậy tao nghĩ đây sẽ là cái nơi mà anh em mình thực hiện những cái nghi lễ này. Nhớt, tao nghĩ là nhớt là cái nhớt nơi mà máy để say này. Ờ, nhớt. Đây anh em phiêu nhớt vào đây đi, phiêu nhớt đi. Ờ, có mỗi mày cần nhớt rồi. Oh. Tao biết rồi, tao sẽ đặt tên con lợn của tao là Remai. Ai thấy Remai đúng không? Đây rồi, hello Remai. Please, motherfuck. Chúng mày đừng có bắt trước tao nha. Tao tưởng ngồi thế là ngầu. Phí một cái medkit nữa. I'm a fucking do it again. Phan Lăng ơi. Anh ngăn nó lại đi. Thôi Phan Lăng ơi, thôi. Đéo có medkit đâu, Phan Lăng ơi. Đéo có medkit Phan Lăng ơi. Chúng mày ngăn tao đi. Chúng mày ngăn tao đi, tao nhảy ấy. Lộ vào vòng ấy. Em đau quá anh vậy, cứu em đi. Mày còn nghĩ ra cái việc trước kia mà nhảy xuống là đơn. Đấy, trong đây có medkit. Có ma trong đây nhá. Có ma nữa. Ê, có thể rồi. Lấy medkit rồi cứu tao được không? Lấy medkit rồi chạy. Nó là con quỷ mà! Nó là con quỷ! Chạy ra! Chạy đi con quỷ! Ok. Có nửa cái xác ở đây. Đây, chạy medkit rồi này. Ê, có khi nào cái xương này đưa cho mấy con lợn ăn không? Tao nhảy vào cái máy tiếp đi. Thôi, bây giờ anh em mình cứ vứt mấy cái nhớt ở đây đi. Có thằng đang cầm xương lên tay không? Bắt lợn bằng cái xương đấy, giống như bắt chuột đấy. Đây. Chết tao. Mày muốn nói gì? Điện thoại tao không có game đâu. Bốn con lợn sang cùng đốt một lúc đúng không? Em được cùng say một lúc đúng không? Ok, vô. Đấy là kế hoạch tối ưu nhất, nhưng mà làm được hay không thì là chuyện khác. Đừng đánh giáp nhá. Đi mẹ to á, Phan Hòa ơi. Ôi, cái map có tận 2 tầng cơ. Sướng lật. Oh, what the fuck? Cái map này nó hơi bị kiểu con mèo hơi bị đuổi đâu. Có chìa khóa này. Ngon, Animal Planet 4. Chờ quá trùng lợn này, quay lại trùng lợn này. Mở trùng lợn để mở đi bắt lợn này. Có pin này, một chìa khóa nữa này. Chìa khóa trùng 5 này. Có nghe tiếng lợn nhỉ? Hey! Bình tĩnh đi, nó có ăn đít mày đâu. Có xương tiếp này. Con này chui được lỗ. Ê, hình như đường này phải đi. Ờ, đường này đúng không? Đấy, mà phải lú thế. Đi tại lắm bụi không?
Có. Ê, cô Mai đang ở dưới, cô Mai đang ở dưới. Ok. Ê, trông nó cứ giật dẹo nghiện nghiện gì ấy mày. Mình chưa làm gì nó còn yếu á. Mà đến gần thì vẫn bị nó bắt đúng không? Chúng năm một thằng bắt đi này. Thằng bỏ xương. Ôi cứt. Fetch. Ô, ê, nhớ cái đoạn đầu không? Có rất là nhiều bắt mày nó chạy rồi, từ từ. Bắt. Bắt đây chưa? Nó ăn xương sau rồi. Phải có xương. À, xong cầm nó lên. Chuồng 4 thì sẽ là chuồng. Lấy chuồng 4 á. Chuồng 2. Chuồng 3. 4 đâu? 4 bên mạng bên kia à? Bên đối diện à? Ờ, tao có xương trong cứt con này. Không có, tao bị lừa rồi. Mày vừa thò tay vào cứt sau rồi đéo được cái gì cả, Phan Hòa. Bắt đi bảo, bắt nó. Ê, mày chết rồi con à. Phải say chứ nhầm. Ờ, đằng sau, có quái lợn kìa. U, quái lợn mà. Game này có tận 2 loại quái à. Ôi nó chạy mất rồi. Kiểu đéo gì đây? Mất lợn à? Bắt nó lại. Nó sổng mẹ rồi. Sổng luôn. Tao sẽ đuổi cho nó đến khi tao tìm thấy xương. Em ơi. Mày đừng nói to nữa. Rồi, let go chưa? Let go thôi. Sợ cái đéo rồi. Xoay. Let go nha. Let go nha. Ma chuẩn bị đuổi. Con mẹ bắt đầu đuổi dần rồi nha. Rồi mỗi lần say sẽ tốn một bình nhớt nha. Về cái tiếng anh nghe khá là gần mọi người. Tao có xương trên tay. Okay. Chúng mày mấy cái con ma mà có nửa người ấy là đốt chúng nó. Chúng nó chạy khỏi mình ấy là phải đốt chúng nó thì mới có xương, hiểu không? Theo tao. Từ từ nhá. Để bên đây có cái chuồng này bảo phải là này. Lạc ơi, ăn đi cái đi. Tao lại cho phân hàng về, nó tự đỗ đi, cho phân hàng về tự xử lý, em di chuyển đi anh em ơi. Tao sẽ làm tốt nhiệm vụ của tao, anh em tin tao ấy à. Yeah. Tao chỉ nhau được vui cháy. Ok, nó đuổi ở bên kia, tôi phải nhanh. Tôi phải siêu nhanh, tôi đuổi ở bên kia rồi. Nó đuổi mình thật ạ. Nó không đuổi theo bên kia nữa rồi. Tại sao cửa đấy bị khóa? Vừa đây nó mở mà. Oh fuck, khi mà con quái cáu lên ấy là mấy cái cửa đấy bị khóa. Hiểu rồi. Đứng lại con đi. Giết cửa đấy mới có xương. Oh shit. Xin lỗi lợn nha, mày gửi ở trong đây đi. Mày đứng lại cho tao. Rồi. Vừa cầm lợn vừa vặn được này. Ok, mọi thứ đang trong tầm kiểm soát, Ê, thằng nào ấy? Cứ kệ mẹ nó đi mày ơi, di chuyển đi. Ê, con ma khi mà nó điên lên là cửa bị khóa. Ma điên lên cửa bị khóa. Ok, nhận thông tin. Chúng mày cứu tao được không? Có con ma kìa. Mình cần phải xử lý thật là nhanh. Chạy đi, bọn mày đừng đứng nhìn cái đéo gì nữa. Chạy đi, nó đuổi. Tao chiếu đèn pin để đuổi nó đi. Chắc là nó đi vào cái lỗ này không? À, đúng rồi, mình phải mở cái lồng. Sao mình có thể quên cái nhiệm vụ đấy nhỉ? Con này đứng lại. Ăn đi, làm ơn. Một con ăn nó cũng được. Fuck me in the ass, bro. Đứng lại. Chúa chạy xuyên tường mẹ rồi. Ai đứng lại con. Đứng lại. Cảm ơn bạn nó hạt ơi. Soi chạy. Anh em mình phải soi xong bỏ chạy theo một cái đường khác. Ê đừng, nó đang chưa biết. Yểm trợ đi tao. Tao vặn vô lăng không? Rồi nhá. Con lợn này mẹ, đéo bắt được nó cơ. Lợn, thằng nào có xương. Tao. Đây, đang đuổi theo. Đây, Hiếu ơi. Hiếu ơi. Kêu lên đây. Mày nhanh lên Hiếu ơi. Go. Đây. Quái đến, đường này, chúng mày, đường này. Xoay đèn nó, Chạy, hướng ngược lại. Xoay đèn nó cùng tao, chúng mày. Mấy ở đi. Thôi, sau tao rồi. Rồi, tao xuống tao xay luôn cho anh em. Đéo gì vậy? Hồi shit, phải giết đủ ba con quái ô, vãi cả đấy, điều đấy. Tôi phải giết đủ ba con quái để hồi sinh à? Damn boy. Bẫy. Ấy. Phải đi kiếm nhốt luôn chưa? Đây, thằng nào phiêu đi.
Lại mà chạy khó chịu quá. Ok, mong là con lợn không đuổi. Tao nguyện được, tao hết sức rồi, hết sức rồi. Hết, được, ok. Được, ok, tránh xa ra. Ôi, ôi, con lợn này cắn. Hết đẹp pin rồi. Thằng nào đau ở đây thế này? Thằng, Văn Hoàng ơi, mày có medkit đâu? Tao không, tao không quan tâm mày đâu, Văn Hoàng ơi. Cứu em bé. Ngồi yên, ngồi yên. Ôi, game phải cứu nhanh ghê luôn á. Ok, đi rồi. Tiếng gì anh? Chuẩn bị xoay đèn nó ma. Ôi, ôi, không, Văn Hoàng ơi. Văn Hoàng ơi, tôi tưởng. Đừng lại, anh em đang làm việc khá tốt và tôi đang ở đây cục tạ Văn Hoàng. Tao sẽ quay trở lại với chúng mày sớm rồi hứa. Không thể nào mà lần này nó được 9 trên 10 đây mà, không thể nào lần này chắc chắn phải 10 trên 10. Ok, ma lợn đằng sau chúng ta nhá, ma lợn trước mặt chúng ta. Ma lợn đằng trước, ma lợn đằng sau. Dành sang trái, dành sang trái. Tao lên tầng 2 đây. Ma lợn ở trên tầng 2, fuck. Ôi thôi xong, làm thêm đằng nữa rồi. Ui. Ngoại nó chạy nhanh thật đấy. Get kit này. Ôi, cái gì đấy? Đây đây không phải, đây không phải lúc để mày điên lên. Đây không phải lúc để mày điên lên. Ôi, hơi chạy nhanh thế. Very good. Mày có thấy con lợn nào quanh đây không? Tao vừa thấy con lợn. Lợn nào? Lợn đấy Phan Hoàng ạ. You fucking go again boy. Hello anh dài. Tình hình sao rồi? Nó rất là điên. Tao không biết mày ơi. Shit, nó đến đường này. Con đấy chạy rất là nhanh ấy, Ôi, cậu sang bị bắt rồi. Có một con lợn đây, con đang có xương. Đây, tao có. Chúng mày đi lấy nhốt cho tao nhanh lên. Tao mang con lợn này về. Mày có tiếng gì đấy? Bốt nó, lấy xương của nó luôn. Bye bye lợn. Mình có 7 trên 10, ui. Tao ghét âm thanh của game này, tao ghét mọi thứ về game này. Tao ghét game này. Đừng bỏ tao Phan Thị, Phan Hoàng. Tao đều đến được chỗ mày rồi, tao hết đèn pin rồi. Bọn lợn này nó tốc biến thẳng trước con mặt mày luôn ấy. Ôi hai thằng nằm ở kia, Thằng Hiếu, xét thằng Hiếu. Anh Hiếu ơi. Giờ tìm cách cứu không sang, tao sẽ không thua game này ngày hôm nay, ok. Lợn, ăn đi. Chỉ không sang nghĩa tao đi về đây, tao có việc. Tao không có medkit. Ôi, tao rơi lợn rồi, má nó lỗi tao. Come on man, game này không thể là vô lý như thế được mà đúng không? Khu này đang đổ nát và tao không thấy thằng nào xung quanh đây cả. Có để cho tao thêm mấy cái con ma mà nó đang bò lăn bò trườn để tao... Cố Hiếu, cố lên, mày cần phải giúp tao. Hello. Có đưa xương cho tao được không? Tao xử lý cho. Đưa xương cho tao, không có lợn quanh đây nhưng mà đưa xương cho tao. Mày đi tìm nhớt đi. Hello anh trai. Hello. Thôi xong tôi rồi. Không, tôi đang không chết được mày. Đi nhờ được không? Con mẹ mày! Ui. Ok, tao chán mày rồi. Có lợn ở trước mặt mình này. Cứu tao, có lợn ở trước mặt tao luôn. Thằng nào có xương không? Nhưng mà không có xương, có một con ma ở bên trái. Con ma mà có thể lấy được xương của nó. Đứng lại con đi. Bỏ đi mất rồi, Con để bỏ nhanh quá mày, đứng lại. Mày chạy hộ bố mày cái. Bây giờ listen to me. Theo tao. Được. Qua bên trái. Cứ chạy đi cái mày hả? Theo tao. Tao theo sai đó. Ê, tao xem cục pin. Mày mất con lợn rồi. Nó đâu rồi. Nó đuổi hiếu, cái mẹ. Bỏ hiếu. Xin lỗi hiếu nhá, tí tao cứu mày sau. Về đi. Đằng sau có con lớn đó.
Cảm ơn mọi người lớn nha. Quang, fuck me. Bảo Quang, nhà mày mà làm gì Bảo Quang? Medkit đây. Oh shit, what the fuck? Khó rồi, mới đang có 7 trên 10 đúng không? Thế được. Khó thế. Tao đéo chấp nhận. Map này khó hơn mấy map khác nhiều ấy, đéo hiểu sao. Ờ, map này khó hơn. Nhiều lớn ghê luôn. Có medkit không? Ôi, lợn thật rock xương đi. Ôi, hai con đang này. Nó đóng cửa rồi. Để hai thằng bắt. Ôi, xoay xong tao rồi. Ôi, rơi trong vườn. Cứu tao. Tao vẫn là cứu được thằng Sang nhá, tao sẽ cứu thằng Sang. Hai anh kia đứng yên, mày chạy ít thôi. Fuck me, man! Bảo Hoàng hãy cố lên. Có mấy kia đâu? À, tốt. Ý lưu lợn nha. Yêu em lợn lắm, mua. Đoan xuống. Trong cái lồng. Trước mặt mày, con mẹ. Con đúng xác, chính xác là con quỷ rồi. Quay lại. Dịch ra đây. Nó đang không đuổi. Ôi mày, cái đít nó gầy cực. Oh shit, nó cứ đi từ ngoài như đi chơi vậy. Oh. Đừng nhìn. Nó tháo mặt nạ ra rồi. Con này cứ điên lên đem mặt nạ vào à? Tao cứu tao không? Nó bỏ đi rồi. Hello anh Giang, cứu em nhé. Mẹ, trời quá. Oh shit, để cái medkit mà tao phá game từ đầu ấy mày. Ra đây thì ma lợn quá trời luôn. Đấy, ma lợn đuổi à? Không phải ma lợn mà là ma con lợn chó. Con. Không chảy. Không nhảy được đâu. Mày ơi, không lấy cái medkit trên này ấy. Tao nãy tao cố rồi, không được đâu. Ôi, tao lấy rồi. Vãi, tụi đè luôn. Con mày, thôi. Ôi, con này tốc biến à. Ui, mày. Con ma đang điên lên, bọn tôi vẫn chưa đốt được thêm tí lợn nào. Anh em cần phải có một cái cách gì đấy. Cứu ông Hiếu ơi, tao đi cứu ông Hiếu. Quan trọng là gì? Đéo có xương. Bây giờ tôi đi vã, đéo có xương. Kể có xương đéo đi một con lợn nào mà kể tìm con lợn cũng một con quái chặn nào, game khó quá mày ơi. Anh chàng đích mới có anh Giang này, tuyệt vời. Ôi, nó lại hồi còi, cái đéo gì xảy ra đây. Xương ơi. Phải ra sảnh chính mới có nhiều đồ. Ôi trời, tao. Mù, chạy. Mày nghĩ là thay vì cố cứu người thì mình nên cố câu một con lợn để cho được 8 lên 10 không? Mấy con ma nằm đâu, mấy con ma bò trượt đâu. Có biết kit ở đây nhưng mà không để làm gì mấy, lên cứu con Sang hay nếu mà được. Ma bò trượt đâu hết rồi. Cần phải tìm xương, đều có xương. Vấn đề là đều có xương. Nào. Ôi trời ơi, tại sao? Con ma đang ở chỗ tao, nó vừa đớp thằng Bảo Hoàng và ở ngay chỗ tao có một cái medkit, cảm ơn. Ok, con ma đây rồi. Tao dẫm vào vũng máu ra chết luôn rồi. Mày ơi, không có tí xương nào cả ấy. Không có tí xương nào quanh đây cả. Thôi đi, tao đi rồi. Tao đi chắc rồi. Ra em nằm cùng cho ấm bạn ơi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Gờ. Không bắt được một con nào. Sao tao lại thằng nắm? Ui. Game khó đấy, có thể chịu được ấy. Khó vậy. Quả update là khó. Chị. Nó quay lại nhìn mình kìa. Nó chạy nhanh quá mày. Thôi GG. Bảo Hoàng cứu 14. Em mày thấy bố mẹ MVP vãi không?